Thứ nhất là bộ phim Em và Trịnh thì hội đồng thì cũng chưa đánh giá một cách chính thức. Từ đây đây ban sơ khảo đưa lên thì chúng tôi thấy thứ nhất đây là một bộ phim cũng rất chất lượng, nó chất lượng cho nên nó cũng có nhiều cái đề cử cá nhân, bởi vì đề cử cá nhân và xung quanh cái bộ phim này, và bộ phim này muốn hay không thì cũng nó gây một cái tiếng vang rất là lớn trong cái thời gian vừa qua. Và bên còn những cái chuyện lùm xùm xung quanh đó thì chúng tôi cũng đều theo dõi cả, thì cơ bản thì nó không ảnh hưởng gì đến cơ bản là nội dung và nghệ thuật của bộ phim này thì nó không bị ảnh hưởng gì. Thế cho nên là chúng tôi nghĩ là nó khi mà xem xét bộ phim thì chúng tôi cũng sẽ xem xét một cách toàn diện hơn nữa trước khi mà đưa ra quyết định trao giải. Nhưng mà đến giờ phút này tôi nghĩ là xung quanh những cái xô lùm xùm của cái bộ phim thì cũng đã được đoàn phim giải quyết rất là tốt. Tôi nghĩ là cho nên là tôi nghĩ là nó sẽ không có vấn đề gì cả. Trong Võ Sinh Đại Chiến Phong thì hội đồng nghệ thuật này làm việc gần như là tập trung trong mấy ngày, và sau đó thì tụi này tranh cãi cân nhắc, nhưng tất cả đều ưu tiên cái nghệ thuật là chính, cái tài năng là chính. Và cũng có những cái cân nhắc tranh cãi và cuối cùng chúng tôi bỏ phiếu, thành ra là xong rồi xong. Thành ra bạn hỏi thì chúng tôi cũng phải là suy nghĩ lại. Thực ra năm ngoái tuổi này bị cân nhắc nhất là trong cái phim Bố Già giữa Trấn Thành và nam chính là Tuấn Trần. Cân nhắc giữa hai người đó cùng trong một phim, mà diễn xuất của Trấn Thành thì phải nói là rất là tốt, nhưng mà bên cạnh đó thì bạn lại có những cái nổi trội trong vai trò, ví dụ như là đạo diễn, ví dụ như là phim hay, ví dụ như là nhà sản xuất. Thành ra cuối cùng thì tụi này cũng phải cân nhắc để trong cái phim đó 1-9, 1-10 hoặc là 1-8, 1-9 thì có thể ở cái giải thưởng này, bạn Tuấn Trần ở cái giải thưởng kia, nhưng mà đều là trong phim Bố Già. Chứ còn tụi này hình như là không có một cái sự bị lấn cấn giữa phim Võ Sinh Đại Chiến và Bố Già. Thành ra khi bạn hỏi thì chúng tôi thực sự là bị lúng túng vì không nhớ. Vâng.